Mình là Cộc Cộc và chào mừng các bạn đến với Tinder, tin hay mỗi ngày. Giải cứu cụ già sắp rơi khỏi tòa chung cư. Chim bồ câu bị gọi hội bắt nạt đẩy xuống đường dây tàu hỏa. Clip anh chàng chụp mặt mình trong suốt 2 năm. Tất cả có trong Cộc Cộc Tinder. Một người đàn ông lớn tuổi rơi ra khỏi cửa sổ và một người lính cứu hỏa đã thành công tóm lấy ông và đưa ông trở lại bên trong một cách an toàn. Magic. Excuse me, what is your opinion on the current state of the pandemic? Thank you. Anh bạn mặc đồ đỏ này đang nhảy dù và đang xoay sở chật vật tìm cái dây để bung dù ra. Người hướng dẫn nhảy dù lập tức lao tới và kéo dây bung dù cho anh ta. Help me! Help me! Chú chim bồ câu này đang bị bắt nạt. Why you bullying me? Why you bullying me? No, no. Why you bullying me? Rất may là chú chim bồ câu không bị thương. Hãy yêu thương lẫn nhau nha. Can't touch this. Chú mèo này cực kỳ thích massage. Chiếc hộp đựng này được thiết kế để giữ thực phẩm tươi lâu hơn bằng cách loại bỏ tất cả các không khí có sẵn trong đó. Vì vậy, bạn có thể thực hiện một số thủ thuật thú vị với hộp đựng này. Anh bạn này chụp khuôn mặt của anh ta mỗi ngày trong vòng 2 năm và hãy xem mụn của anh ta hình thành và lành lại như thế nào nhé. Người này đã bị cảnh sát bắt vì tội đi với tốc độ cao hơn mức độ cho phép. Nhưng mà đặc biệt, cảnh sát lại hỏi thêm về màu xe của anh ta. Đến đây là hết Tinder rồi. Mong các bạn cảm thấy thích thú. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác nhé.